Xin chào, công ty sữa Vinamilk có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như các thiết bị máy móc liên quan tại Việt Nam. Theo thống kê của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, đây là công ty lớn thứ 15 tại Việt Nam vào năm 2007. Hiện tại Vinamilk đang đứng vị trí thứ 7 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam. Vinamilk hiện đang là một doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ sữa tại Việt Nam. Các sản phẩm mang thương hiệu này chiếm lĩnh phần lớn thị phần trên cả nước, cụ thể như 54,5% thị phần sữa trong nước, 40,6% thị phần sữa bột, 33,9% thị phần sữa chua uống, 84,5% thị phần sữa chua ăn, 79,7% thị phần sữa đặc. Các sản phẩm đến từ thương hiệu Vinamilk được phân bố đều khắp 63 tỉnh thành trên cả nước với 220.000 điểm bán hàng. Bên cạnh đó, Vinamilk Việt Nam còn được xuất khẩu sang 54 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, Nhật Bản, Trung Đông và nhiều quốc gia khác. Sau hơn 40 năm vận hành và phát triển, công ty đã xây dựng được 14 nhà máy sản xuất, 2 xí nghiệp kho vận, 3 chi nhánh văn phòng bán hàng, 1 nhà máy sữa tại Campuchia có tên gọi là Angkorimilk, 1 văn phòng đại diện tại Thái Lan. Có nhiều người vẫn còn thắc mắc, chưa thực sự hiểu rõ về Vinamilk, nên cũng có không ít những câu hỏi thường thấy như Vinamilk là của nước nào? Hay Vinamilk là công ty gì? Như ở phần giới thiệu đầu tiên, Vinamilk là tên gọi khác của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm làm từ sữa, và đặc biệt Vinamilk là một thương hiệu của Việt Nam 100%. Công ty sữa Vinamilk đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 40 năm với những sự biến đổi và nỗ lực không ngừng. Dù góp mặt trên thị trường Việt Nam từ rất lâu, nhưng cho đến hiện tại, vị thế của Vinamilk trong ngành công nghiệp sữa tại nước ta vẫn chưa hề thay đổi dù trong những năm qua, các thương hiệu sữa ngoại ồ ạt tiến vào thị trường Việt Nam. Trong hơn 40 năm hoạt động của mình, công ty sữa Vinamilk đã trải qua rất nhiều những giai đoạn phát triển khác nhau. Mỗi giai đoạn đã đánh dấu những bước tiến mới của doanh nghiệp, cùng sự vững vàng của một thương hiệu lớn có bề dày lịch sử. Vậy chúng ta cùng điểm lại những giai đoạn phát triển, để biết rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của công ty sữa Vinamilk nhé. Ngày 20 tháng 8 năm 1976, công ty sữa Việt Nam Vinamilk chính thức được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty sữa, cà phê miền Nam. Công ty thuộc Tổng cục Công nghiệp Thực phẩm miền Nam. Đến năm 1982, công ty sữa, cà phê miền Nam được chuyển giao về Bộ Công nghiệp Thực phẩm và được đổi tên thành xí nghiệp sữa, cà phê, bánh kẹo bột. Vào tháng 3 năm 1992, xí nghiệp Liên hiệp sữa, cà phê, bánh kẹo bột chính thức đổi tên thành Công ty sữa Việt Nam Vinamilk, trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ. Công ty chuyên về sản xuất và chế biến những loại sản phẩm từ sữa. Đến năm 1994, Công ty sữa Việt Nam đã xây dựng thêm một nhà máy tại Hà Nội để phát triển thị trường tại miền Bắc được thuận lợi hơn. Sự kiện này đã nâng tổng số nhà máy của công ty lên con số 4. Việc xây dựng được nằm trong chiến lược mở rộng, phát triển để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng các sản phẩm của người dân miền Bắc Việt Nam. Năm 1996, liên doanh với công ty CP Đông Lạnh Quy Nhơn để thành lập xí nghiệp liên doanh sữa Bình Định. Việc liên doanh này đã giúp công ty thành công xâm nhập thị trường miền Trung một cách thuận lợi nhất. Năm 2000, nhà máy sữa Cần Thơ được xây dựng tại khu công nghiệp Trà Nóc, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tốt hơn của người tiêu dùng tại đồng bằng sông Cửu Long. Cũng trong thời gian này, công ty cũng xây dựng xí nghiệp kho vận có địa chỉ tại 32 Đặng Văn Bi, thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 5, năm 2001, công ty khánh thành nhà máy sữa Cần Thơ. Tháng 11 năm 2003, công ty đã được chuyển thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Với mã giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam của công ty là VNM. Cũng trong năm 2003, công ty khánh thành thêm nhà máy sữa tại ở Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2004, công ty đã thâu tóm cổ phần của Công ty Cổ phần Sữa Sài Gòn, tăng số vốn điều lệ lên 1.590 tỷ đồng. Đến năm 2005, công ty tiếp tục tiến hành mua cổ phần của các đối tác liên doanh trong Công ty Cổ phần Sữa Bình Định. Vào tháng 6 năm 2005, công ty đã khánh thành thêm nhà máy sữa Nghệ An. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2006, công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nắm giữ 50,01% vốn điều lệ của công ty. Đến ngày 20 tháng 8 năm 2006, Vinamilk chính thức đổi logo thương hiệu của công ty.
Trong năm 2009, doanh nghiệp đã phát triển được 135.000 đại lý phân phối, 9 nhà máy và nhiều trang trại nuôi bò sữa tại Nghệ An, Tuyên Quang. Năm 2012, công ty tiếp tục tiến hành thay đổi logo của thương hiệu. Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012, doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng nhà máy sữa bột tại tỉnh Bình Dương với tổng số vốn đầu tư là 220 triệu đô la Mỹ. Năm 2011, đưa nhà máy sữa Đà Nẵng đi vào hoạt động với số vốn đầu tư lên đến 30 triệu đô la Mỹ. Năm 2016, khánh thành nhà máy sữa đầu tiên tại nước ngoài, đó là nhà máy sữa Angkorimil tại Campuchia. Đến năm 2017, tiếp tục khánh thành trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt, trang trại bò sữa hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Vinamilk đang sở hữu hệ thống 13 nhà máy trên cả nước. Các nhà máy đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, với công nghệ hiện đại sản xuất được hầu hết các dòng sản phẩm chính của ngành sữa. Điều này góp phần giúp Vinamilk giữ vững vị trí dẫn đầu các ngành hàng sữa chủ lực trong nhiều năm liền. Hệ thống nhà máy này giúp Vinamilk có thể phát triển hơn 250 loại sản phẩm sữa thuộc 13 nhóm ngành hàng từ sữa đặc, sữa nước, sữa bột, sữa chua, kem, nước giải khát. Trong đó, có thể kể đến hai cái tên sáng giá là nhà máy sữa Việt Nam và nhà máy sữa bột Việt Nam, đều thuộc hàng siêu nhà máy. Điểm nổi bật của các nhà máy Vinamilk không chỉ về mặt công suất, sản lượng, mà còn ở cách doanh nghiệp này ứng dụng công nghệ 4.0, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn. Ngoài ra các nhà máy còn có những chứng nhận đặc biệt như Halal, Organic châu Âu, FDA của Mỹ, tiêu chuẩn của Trung Quốc, phục vụ thị trường nội địa và sẵn sàng cho việc mở rộng kinh doanh quốc tế. Theo Nielsen Việt Nam, Vinamilk liên tục giữ vị trí số 1 ngành hàng sữa nước trong nhiều năm liên tiếp, đồng thời giữ phong độ dẫn đầu các ngành hàng lớn khác như sữa bột trẻ em, sữa chua uống, sữa đặc có đường. Không chỉ được ưa chuộng trong nước, các sản phẩm của Vinamilk còn được đón nhận tại nhiều thị trường lớn khác như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, và nhiều quốc gia khác. Video đến đây là hết, đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.